tình nghệ sĩ từ bốn phương trời về nơi đây cùng hát vang lời lời Việt thương ngàn năm văn hiến đem quê hương giống nòi giống tiên đến muôn nơi cùng hát. Cảm ơn Minh Ân xin trân trọng kính chào quý vị khán giả của đài IBC TV. Một lần nữa chúng tôi hân hạnh chào đón quý vị trở lại với show câu lạc bộ tình nghệ sĩ. Và chương trình này được phát hành hàng tuần vào mỗi chiều chủ nhật lúc 3 giờ cũng như là sáng thứ ba lúc 9 giờ 30. Thực hiện chương trình này chúng tôi nhằm mục đích là giới thiệu những chương trình sinh hoạt của các anh chị em nghệ sĩ cũng như là những chương trình sinh hoạt hữu ích trong cộng đồng. Kính thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, trong những ngày đầu xuân Kỷ Hợi 2019, chúng tôi đặc biệt dành chương trình ngày hôm nay để giới thiệu về một chương trình của câu lạc bộ tình nghệ sĩ, và đó chính là chương trình kỷ niệm 9 năm thành lập sẽ được tổ chức vào ngày thứ Bảy 30 tháng 3 sắp tới đây tại nhà hàng Majesty lúc 5 giờ 30. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi rất hân hạnh có sự hiện diện của hai vị khách mời đến với chương trình để cùng Cao Minh Hưng giới thiệu về DVD hệ kỷ niệm sẽ được ra mắt trong chương trình này cũng như là chương trình ngày 30 tháng 3. Đến với chương trình tôi một lần nữa rất là sự hân hạnh có sự hiện diện của chị MC ca sĩ Hồng Vân cũng như là một cái khuôn mặt rất rất là thân quen của cộng đồng Việt Nam chúng ta, MC ca sĩ rất là nhiều chữ sĩ không ngay khác hơn. Ngày hôm nay anh Quốc Thái cũng sẽ đến với chương trình của chúng ta. Mến chào anh Quốc Thái và chị Hồng Vân, và mời anh chị gửi lời chào đến vị khán giả của đài. Dạ, trước hết thì Quốc Thái gửi lời chào thân ái tất cả quý khán giả của đài IBC đã lâu lắm rồi không trở lại trong chương trình với anh Cao Minh Hưng. Yeah. Gửi lời chào đến anh và đặc biệt người xứng viên dễ thương của tôi ơi, đó là chị Hồng Vân. Hello chị. Dạ vâng, trước hết thì Hồng Vân xin kính gửi lời chào đến quý khán thính giả của đài IBC. Xin chào nha sĩ nhạc sĩ Cao Minh Hưng, hội trưởng của câu lạc bộ tình nghệ sĩ, và chào nhiều chữ sĩ luôn, tức là ca sĩ nhạc sĩ Quốc Thái. Vâng, hôm nay không hẹn mà gặp mà chúng ta mặc cái màu xanh hy vọng thật là matching với nhau, phải giống nhau không ạ? Dạ, giống nhau quá bầu luôn. Trời xanh. Quý vị có biết rằng là anh Cao Minh Hưng biết rằng là chị Hồng Vân với Quốc Thái cũng đã từng làm partner của đài radio lâu lắm rồi hả chị ha? Cùng là sinh viên ở đài. Radio Sài Gòn, Radio Hải Ngoại. Sài Gòn, Radio Hải Ngoại. Cái chuyện lâu thì em không biết, nhưng mà sẵn chương trình ngày hôm nay thì cũng xin mét quý vị khán giả một cái là cách đây vài tuần thì anh Quốc Thái cũng cũng cho comment hơn lên cái show là Bí Mật Quân Ta. Mà trước khi lên show, cái thưa quý vị là phải nói là trước đây nghe anh Quốc Thái nó không biết anh phỏng vấn người ta ngày sao mình có người phải tổ lộ tâm tình, có người phải khóc trên cái show của ảnh. Ra cũng hồi hộp quá. Rồi thành ra đi phỏng vấn về rồi cái bà xã mới hỏi: "Wow, bữa nay lên có khóc không vậy?" Trời, cũng bữa nay anh Quốc Thái anh thương quá, hỏi câu rất là dễ, hỏi là ồ trong quá khứ Cao Minh Hưng có bao nhiêu người bồ, cái chỉ câu rất dễ quá. Thành ra bữa nay chị Hồng Vân với Cao Minh Hưng nhân dịp này phải trả thù lại phải không? Bây giờ mình không có phải là chương trình Bí Mật Quên Ta, nhưng mà phải hỏi anh Quốc Thái, hỏi Quốc Thái là sao mà trong bao nhiêu năm trời vẫn còn giữ cái phong độ của một người nghệ sĩ, và anh có bí quyết nào về thương Quốc Thái? Ok, chứ anh hỏi là Thái phải trả lời lên. Anh cũng nghệ sĩ, chị Hồng Vân cũng nghệ sĩ, cũng chúng ta đều là những người đứng trên sân khấu. Tôi thấy anh cũng trẻ hoài câu hỏi của anh là anh sẽ là người trả lời luôn. Tại sao anh Hưng cứ trẻ hoài vậy? Thưa anh, có lẽ rằng là tại vì âm nhạc làm cho mình trẻ lên, khán giả, thính giả của mình làm cho mình trẻ hơn, thưa anh. Và thật ra thì thưa anh, ở trong đầu thì cũng nhiều sạn mà tóc cũng bạc lắm rồi. Không, nhưng mà mình có khán giả để mình tiếp tục hướng dẫn, để tiếp tục được chia sẻ với khán giả của mình, thì đó là cái niềm vui. Mà có lẽ rằng là khi mà mình vui đó thì tự nhiên cái mình trẻ ra. Mình cảm thấy mình trẻ ra. Nhưng mà Hồng Vân thấy có một điều là Quốc Thái đi đâu đó là có bao nhiêu người đẹp, chân dài và chân kém dài gì cũng bu chung quanh hết. Thì là what's your secret? Thưa chị, thôi cái đó rẻ mình rồi. Khi nào mà chị có chương trình Bí Mật Quanh Ta của Hồng Vân đó thì Quốc Thái sẽ chia sẻ ngay. Nhưng mà bây giờ mình trả lại cái chương trình của 9 năm thành lập và câu lạc bộ tình nghệ sĩ đi thưa anh. Thưa anh, cái thứ vị như là Cao Minh Hưng cũng như chị Hồng Vân có thưa thì rất là vui có anh Quốc Thái cũng như chị Hồng Vân góp mặt trong cái DVD hệ kỷ niệm mà chúng tôi thực hiện cách đây khoảng 5-6 tháng, các thưa quý vị. Thì cứ mỗi 2 năm thì câu lạc bộ tình nghệ sĩ hoặc là làm CD hoặc là thực hiện một cái DVD. Thì lần này có chủ đề là hệ kỷ niệm. Anh Quốc Thái là một người phải nói rất là bận rộn. Tuy nhiên khi mà các anh chị em nghệ sĩ trong câu lạc bộ tình nghệ sĩ mỗi lần mời anh thì anh cũng cố gắng sắp xếp chương trình. Thì trong cái DVD này anh cũng là người MC cũng như là trình bày một cái nhạc phẩm rất là hay mà lát nữa đây chúng tôi sẽ gửi đến quý vị. Về cái DVD này cũng như là anh sẽ nhận lời cũng đến để tham dự chương trình, cố gắng sắp xếp để chương trình ngày 30 tháng 3. Thì thưa anh, phải nói là một cái người nghệ sĩ, anh đã góp mặt rất là nhiều chương trình gần đây, là cũng như trung tâm Asia rất là nhiều chương trình. Anh trong cái vai trò vừa là người nghệ sĩ vừa là hướng dẫn MC điều khiển, thì cái cảm nghĩ của anh khi mà anh tham dự cái chương trình cái DVD này thế nào thưa anh? Dạ vâng, xin phép chị Hồng Vân cho Quốc Thái được chia sẻ điểm này thưa quý vị.
Đến ngày hôm nay trong chương trình của anh Cao Minh Hưng, anh là người và đã lo lắng cho cái tác phẩm này để ra đời. Khi cầm cái cuốn DVD Hà Kỷ Niệm trên tay của Thái thì cũng thấy có nhiều cái cảm xúc lắm thưa quý vị. Cảm xúc ở đâu ra? Cảm xúc là của từng những anh chị em ca nghệ sĩ. Ngày hôm mà Cúc Thái thâu cái cuốn DVD này ở một cái studio rất là lớn ở tại miền Nam California, với anh Cao Minh Hưng là người mà dẫn dắt chương trình cũng như người mà đã thực hiện cái chương trình này, thì biết bao nhiêu là công sức, biết bao nhiêu là mồ hôi, biết bao nhiêu là tài chánh cũng như là thời gian của tất cả anh chị em ca nghệ sĩ, từ những người mà dẫn chương trình cho đến những người mà ca hát, những người vũ, cho những người viết kịch bản, cho những anh chị em mà lo về camera, rồi lo về audio, rồi lo về make up trang điểm, rồi lighting. Thưa quý vị, thật ra thì khi mình cầm cho cái trên tay cái cuốn DVD này chỉ là một cái hộp và một cái đĩa ở trong đó thôi, nhưng mà nó biết bao nhiêu là công sức của anh chị em ca nghệ sĩ mà những người mà đứng đằng sau cho cuốn DVD này. Thì cô thấy có một cái cảm tưởng như thế này thưa quý vị, rất là vui, rất là mừng để mà cầm được một cái tác phẩm mới mà anh Cao Minh Hưng đã dày công để mà làm công việc này, cùng với lại một số đông các anh chị em, các nghệ sĩ đứng đằng sau anh để mà giúp cho anh. Thì thưa quý vị, chúng tôi nghĩ rằng là quý vị nên có cuốn DVD này, bằng cách nào đi nữa thì cũng nên có để mà xem coi, để mà thưởng thức những cái tác phẩm mà anh chị em nghệ sĩ đã dày công để mà đưa đến cho quý vị khán giả thưa anh. Đó là những cái gì mà tôi thấy vui vui sướng nhất và hạnh phúc nhất khi mà cầm cái tác phẩm này trên tay thưa anh ạ. Rất là cảm ơn những lời chia sẻ của anh Quốc Thái. Thì kính thưa quý vị, như Cao Minh Hưng thưa thì DVD này sẽ được ra mắt chính thức lần đầu tiên ở miền Nam Cali chúng ta vào ngày 30 tháng 3. Nhưng quý vị xem trên màn ảnh cái poster này thì chị Hồng Vân cũng là một người trong làm MC ngày hôm đó cũng như là trong ban tổ chức. Thì mời chị có đôi nét giới thiệu thêm về chương trình này thưa chị. Dạ vâng. Thì mời quý vị đến để tham dự đông đủ cái ngày mà kỷ niệm 9 năm thành lập của câu lạc bộ tình nghệ sĩ cũng như là 3 năm thành lập các em tài năng trẻ của câu lạc bộ tình nghệ sĩ, đào tạo các em cũng được 3 năm rồi đó quý vị. Và trong ngày hôm đó thì có dịp để mà ra mắt cái hè kỷ niệm, chính thức ra mắt cái hè kỷ niệm của chúng ta. Dạ vâng, thì trong cái này thì có 28 tiết mục, thì anh Quốc Thái cũng hát một bài rất là hay, lát nữa chúng ta sẽ được thưởng thức bài đó, là bài Nếu Một Ngày. Không biết Nếu Một Ngày thì anh sẽ sao hả anh hả? Dạ, không có phân thì buồn lắm. Thế thôi. Cảm ơn anh. Và trong ngày hôm đó là 30 tháng 3 thì sẽ ngoài là chúng ta sẽ gọi là ăn dạ tiệc của nhà hàng Majesty, thì có một chương trình văn nghệ thật là đặc sắc. Giờ đầu thì là cho các em tài năng trẻ của câu lạc bộ tình nghệ sĩ sẽ trình diễn, và sau đó thì sẽ nghe những tiếng hát mà cũng có trong DVD Hè Kỷ Niệm. Quý vị sẽ thưởng thức tiếng hát của anh Quốc Thái đây, rồi có tiếng hát của Mai Vi hoặc là chị Mai Lệ Huyền hoặc là Thúy An, vân vân, phải không ạ? Dạ vâng, thì sau đó là cũng có fashion show, rồi có một màn xổ số nữa rất là đặc biệt. Thì trong màn xổ số đó một vé chỉ có $5 mà thôi, mà quý vị có cơ may có thể trúng được một cái dàn karaoke thật là giá trị, trị giá $1,200, hoặc là trúng tiền mặt $500 và những cái giải thưởng khác nữa. Một bộ nữ trang cũng rất là quý. Thì quý vị đến trước là chung vui với lại câu lạc bộ tình nghệ sĩ, sau là gặp gỡ những nghệ sĩ mà quý vị hằng yêu thích, chẳng hạn như anh Quốc Thái ở đây. chị Hồng Vân nói như vậy, nhưng mà thưa quý vị, ngó qua ngó lại về cái bài nhạc số 10 La Muse Pourrien của nhạc sĩ Enrico Macias, thưa quý vị, chị Hồng Vân hát bài nhạc phẩm này cũng hay lắm thưa quý vị ạ. Thành ra quý vị cứ đừng có nghĩ rằng là chỉ có mình Quốc Thái không, có Hồng Vân hát nữa, có anh Cao Minh Hưng cũng ca nữa. Thành ra thưa quý vị, tất cả anh chị em ca nghệ sĩ sẽ cùng một lòng để mà đưa đến cho quý vị một cái chương trình rất là hay, nhân cái dịp mà chúng tôi ra mắt cái cuốn DVD độc đáo Hè Kỷ Niệm. Đây là một cái chương trình đại nhạc hội mà anh Cao Minh Hưng đã dày công để mà lo lắng cho cái đứa con tinh thần của anh. Rất là cảm ơn anh Quốc Thái, chị Hồng Vân. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin phép được gửi quý vị nhạc phẩm Nếu Một Ngày, một sáng tác của nhạc sĩ Khánh Băng, qua tiếng hát của anh Quốc Thái, sau một vài thông tin thương mại đã hỗ trợ cho chương trình ngày hôm nay. Thì xin quý vị trở lại với phần 2 để cùng Cao Minh Hưng tiếp tục tâm tình cùng anh Quốc Thái và chị Hồng Vân.
nếu một ngày không có em thì niềm cô đơn dài như năm tháng, như mùa thu che, như lá thu rơi. Nếu ngày ấy mình đừng quen nhau thì ngày nay có đau buồn đâu, nhưng khi mình xa nhau có đâu buồn đâu. Trời mưa rơi, trời mưa không dứt, con đường trơn ưa, em đến thăm tôi. Nhớ ngày ấy mình cầm tay nhau, nhìn hạt mưa, ước mơ ngày sau sẽ không còn mưa rơi, sẽ không còn mưa rơi. Thôi niềm thương ấy xin trả cho người, vì ngày mai tôi sẽ xa rời, kỷ niệm đành xa rời mãi. Trên con đường sóng gió ra đi, vì làm trai tôi đành lỗi hẹn, biết niềm tin sẽ không xa rời, sẽ không xa rời. Nếu một ngày không có tôi thì người yêu ơi đừng quên tôi nhé, xin đừng hờn dỗi, xin hiểu cho tôi. Nếu ngày ấy mình đừng yêu nhau thì ngày nay có đâu buồn đâu, nhưng khi mình xa nhau có đâu buồn đâu. Ngoài trời mưa rơi, trời mưa không dứt, con đường trơn ưa, em đến thăm tôi. Nhớ ngày ấy mình cầm tay nhau, nhìn hạt mưa, ước mơ ngày sau sẽ không còn mưa rơi, sẽ không còn mưa rơi. Thôi niềm thương ấy xin trả cho người, vì ngày mai tôi sẽ xa rời, kỷ niệm đành xa rời mãi. Trên con đường sóng gió ra đi, vì làm trai tôi đành lỗi hẹn, biết niềm tin sẽ không xa rời, sẽ không xa rời. Nếu một ngày không có tôi thì người yêu ơi đừng quên tôi nhé, xin đừng hờn dỗi, xin hiểu cho tôi. Nếu ngày ấy mình đừng yêu nhau thì ngày nay có đâu buồn đâu, nhưng khi mình xa nhau có đâu buồn đau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.